Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu đầy hoan lạc trong Chúa Thánh Thần, người nói: Lạy Cha là Chúa trời đất, con xưng tụng Cha vì đã giấu không cho những người thông thái khôn ngoan biết những điều ấy, nhưng đã tỏ cho những kẻ đơn sơ bé mọn. Vâng, lạy Cha, đó là ý Cha đã muốn thế. Cha ta đã trao cho ta mọi sự, không ai biết Chúa con là ai ngoài Chúa Cha, và cũng không ai biết Chúa Cha là đấng nào ngoài Chúa con và những người được Chúa con muốn tỏ cho biết. Rồi Chúa Giêsu quay lại các môn đệ mà nói: Phúc cho những con mắt được xem thấy điều các con xem thấy, vì chưng Thầy bảo các con, nhiều tiên tri và vua chúa đã muốn xem điều chúng con thấy mà không được thấy, muốn nghe điều các con nghe mà chẳng được nghe. Đó là lời Chúa. Lời Chúa đi con, lời Thánh Chúa. Kính thưa anh chị em, chúng ta nghe trong bài tin mừng có một câu này sẽ gợi cho chúng ta nhiều ý tưởng. Phúc cho mắt các con được xem thấy điều các con thấy. Xong rồi Chúa Giêsu giải thích: vì chưng Thầy bảo các con, nhiều tiên tri và vua chúa muốn xem điều các con thấy mà không được thấy, muốn nghe điều các con nghe mà không được nghe. Thì cái câu trước á là thế này: phúc cho mắt các con thấy điều các con đã thấy. Anh chị em ai đã đau mắt bao giờ, giơ tay em xem nào. Đau mắt này. Rồi, cảm ơn anh chị em. Đau mắt, anh chị em thấy nó khổ không? Lúc mà đau mắt chúng ta mới thấy, mà mình thấy cái bình thường thật là hạnh phúc. Chỉ một cái rằm nó vào trong mắt thì khó chịu. Khi lúc bây giờ chúng ta không thấy được, hay chúng ta cảm thấy khó khăn, chúng ta mới thấy, nhìn thấy bình thường là một điều có phúc cho chúng ta. Một cái phúc. Có một lần đó tôi thấy cái người bán vé số, rồi cứ cầm cái cây nó cứ rà 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 vậy này. Ê, tôi nói lại đây, tôi gặp họ tưởng là tôi mua vé số, nhưng mà tôi nói không, tôi không mua vé số, tôi tặng cho một chút phần quà thôi, mà tôi chỉ hỏi về này. Thế mù cứ cầm cái cây rà 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 như thế này thì nghĩ làm sao với những người mà họ không cần phải cây rà. Biết cái người mù họ nói với tôi sao không? Họ nói về: ông ơi, ông nhịn ăn luôn, nhịn ăn luôn, một ngày chỉ ăn một lần thôi, đói cũng được, nhưng mà miễn trông thấy thì được, miễn là trông thấy được. Nhịn ăn một ngày chỉ đói, đói ăn chỉ bữa thôi. Tôi đi bán vé số như thế này đó, không phải là vấn đề là đi kiếm sống đâu. Tôi bán vé số về để cuộc đời của tôi nó khỏi mù. Tôi đã mù rồi, để cuộc đời của tôi có thể tiếp cận được mọi người, tôi khỏi bị mù nữa. Anh chị em thấy cái người mù á, họ chấp nhận đói cũng được, miễn là trông thấy, để thấy thế gian, để thấy mọi người, để thấy sinh hoạt của mọi người. Chúng ta nhiều khi trông thấy mọi sự, Chúa cho chúng ta thấy về thể lý, thấy mọi sự, nhưng chúng ta không thấy cái phúc. Mà đôi khi chúng ta thấy như vậy lại biến cái thấy bình thường trở là nguyên nhân gây sự dữ. Nhiều khi chúng ta được phúc cái đó, nhưng chúng ta lại không thấy cái phúc để mà chúng ta hạnh phúc sống. Nhưng cái thấy bình thường lại là nguyên nhân bao nhiêu điều sự dữ xảy ra. Chúng ta không giữ gìn con mắt, chúng ta nhìn người khác bằng một ánh mắt khinh bỉ, cái nhìn của chúng ta lại trở thành cái nguyên nhân giết lòng người. Bao nhiêu lần chúng ta thấy chúng ta đau khổ vì những cái ánh mắt mà nó làm cho chúng ta đau khổ biết bao nhiêu. Nhưng có những cái ánh mắt nhìn đầy thiện cảm. Tôi xin phép kết thúc bài chia sẻ này. Nghe người ta nói, và tôi cũng có kinh nghiệm, nhiều tình yêu đã nảy nở bởi một cái ánh mắt đầy thiện cảm. Biết bao nhiêu cặp vợ chồng đã nên vợ nên chồng bởi một cái ánh mắt mà thôi, đầy thiện cảm, mà chính cái ánh mắt đó nó nuôi dưỡng tình yêu. Ai đồng ý vậy cho em xem nào. Chắc có kinh nghiệm rồi thì mới nói, giơ tay cao quá lẽ.
có kinh nghiệm rồi. Đấy, chúng ta thấy, nhìn cái nhìn nó nuôi dưỡng, cái nuôi tình nó làm cho tình yêu nó triển nở. Chính vì thế, chúng ta xin Chúa cho chúng ta nhìn thấy cái tình yêu của Chúa. Và qua cái nhìn của chúng ta nuôi dưỡng anh em chúng ta. Và đó là phúc cho các con được thấy điều các con thấy.